Chào anh em đang xem miền Tây Sola nay là chiều ngày thứ ba ngày 21 tháng 3 2023 nha thì mình tiếp tục lên đơn và gói hàng cho cho mọi người thôi thì chiều nay em mới nhận được con này của chú ở nhà Bè đó, một chú ở Sài Gòn gửi xuống em con này đó với mong muốn là chú đổi với mình con Saco 3 kg rưỡi thì hôm bữa giờ mình cũng gặp tình trạng này mọi người là mọi người hay gửi con này À, ra đổi với em thì à, làm cho cái hàng Hiu nó bị mất giá luôn em nè. Ở, mọi người đem Hiu kỳ đến đổi với em làm cho Hiu mấy ngày nay mất giá lắm luôn. Thì à, mình nói thiệt với mọi người á, Hilky này xài ok lắm nha. Nhưng mà những cái con này á, chúng ta mua nó rẻ, nó có hai triệu mấy, à. cho nên á, là cái à, đầu ra nó hơi nhỏ, nó phù thuộc, nó phù hợp vào những cái mọi người ở chòi hoặc là ở ghe đâu á, thì xài con này nó phù hợp. Còn anh em xài mà cả gia đình mà anh em xài con này á thì nó hơi thiếu. Cho nên anh em thấy con Saco của em thì anh em ưng ý. Tại vì Saco 3 ký rưỡi có hình rất là cao, ưng ý. Cho nên anh em đem đổi với em. Thì hôm bữa giờ em cũng nhận đổi nhận đổi cho mấy người rồi, mấy, mấy 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 chú rồi. Thì đổi thì hiển nhiên là mấy chú sẽ lỗ một ít và mình sẽ thanh lý lại con này với giá hợp lý nhất cho những anh em khác cần để có thể sở hữu ha những con này hiện tại là cái ngày tháng bảo hành nó còn luôn á mọi người nó còn bảo hành luôn á đấy còn bảo hành mấy tháng hết á à, em hôm qua anh em nhận được ba con này tại vì mọi người thích cái con bó quơ và con sa cô của em cho nên mọi người đem ba con này tới đổi cho em rồi đó thì à, do mọi người nói là công sức nhỏ muốn nâng cấp lên đó thì em cũng thu lại à, cũ người mới ta bạn nào mà mới chơi mà cần cái loại công sức mà một ký đó thì mọi người lấy cái con đó sử dụng ha anh em rất là thích hợp cho mọi người ở chồi nè ở ghe nè nó ở những cái láng trại nhỏ nhỏ nè hay là xài gia đình cũng được nữa nhưng mà chúng ta tiết chế lại cấm những cái vật dụng dùng điện một kw trở lại thì chúng ta dùng con đó ok nha anh em thì mình sẽ quay bán và review con đó sau còn bây giờ thì mình test con saco này để đổi với chú thì cảm ơn chú đã tin tưởng kênh miền tây solar và đã đem À, cả niềm tin đến để đổi với kênh em thì à, đây saco ba kg rưỡi hiện tại đã vận hành rất là ok nè ở trên nóc nhà của mình á, thì à, hiện tại nó có 7 tấm pin nhỏ với 7 tấm pin 100 w đó thì à, trời chiều này nè trời chiều này nó không đủ điện để để sạc sạc à, cho nên hồi nãy mình mới chạy nóc nhà mình tăng cường thêm một tấm nữa đó, tăng cường tấm thì bây giờ nó sạc ok rồi mọi người thì bây giờ điện áp đầu 8 tấm rồi nha 8 tấm pin trăm quá rồi Điện áp còn có 120V nè à. Lý do là tại vì hết nắng à Đúng ra 88 này bây giờ nó phải ra là 160V mới đúng Mà nó giờ nó ra có 120 à. à Lý do là hết nắng anh à em Đấy Thì uh, đang sạc ok Vận hành rất là ok rồi Thì uh, mình sẽ gói gửi cho chú thôi Thì mình quay video này video ngắn thôi uh, Để mình giới thiệu là Ừ uh, Saco mình vẫn còn bán nha Saco 3 cái rưỡi giá 8X Saco 2 cái tư giá 5, 5X ha. Còn những cái con 3 trong 1 của Hiuki này thì em sẽ quay review cho anh em vào một ngày phù hợp nào đó cho anh em thấy là cái lợi ích của xài siêu hiu kỳ nó rất là có tác dụng nha mọi người nhưng mà những con này là những con một ký thì anh em xài nó phù hợp với lại cái nhu cầu của anh em thôi đừng có chơi mua tưa hai ngựa hay là chơi uh, máy lạnh gì vô thì nó sẽ bất hợp lý còn anh em xài với cái chức năng bình thường hàng ngày của nó thì nó trở nên ok cho anh em nha đó thì um, bữa nay thì em cũng nè bố quơ nè em để bố quơ hàng hà luôn đó là em chuẩn bị rồi gửi cho mọi người tại vì cũng bố quơ hôm nay á, hôm nay là cũng bố quơ là hàng hot thực sự nó là hàng hot anh em người ta mua nó quá trời luôn cho nên bây giờ em phải test em chuẩn bị em để đó ha bữa nay em bán được tới vì thời điểm này á, từ hồi sáng giờ tại vì em đăng cái video lên đó là hồi 12 giờ khuya ngày hôm qua thì từ hồi sáng tới giờ á, là em không có dạy em ở nhà và em đã bán được hơn 10 con rồi hồi nãy là em đã đếm là em bán được 11 con anh em con bố quơ nè thanh lý nha thanh lý 4 triệu 7 em bao ship và em không bảo hành đó hàng mới đập thùng ra mới đập thùng hết đó em test đàng hoàng em mới gửi đó chạy ok mới gửi 4 triệu bảy em bao ship luôn và anh em đã tin tưởng kênh em đã lấy bây giờ là con thứ 11, 12 gì rồi đó và em cứ test và em để đó anh em nào hú một cái là em ghi em lại em ghi cái 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 cái, cái bill là là em gửi cho mọi người cho nên là bây giờ anh em nào mà có thích mà mà mua đồ rẻ rẻ nè thấy không con ba ký hai nè đó. kích đầu ra ba ký nè mà nó rẻ rẻ nè thì thì uh, thì liên hệ một cái con 3 trong 1. MPPT sạc 80A. Ờ uh, hệ Q24 không? Đó, rồi uh, gắn tấm pin là tới 3kW pin, điện áp pin là từ 90 tới 4 rưỡi Mà giá chỉ bằng một con kích 3kg kí thôi, không? Con 3 trong 1 3kg mà giá chỉ bằng con kích 3kg kí thôi mọi người. Đó, chúng ta không mua thì mua cái gì nữa bây giờ? Nhiều bạn nói nó không được bảo hành cho nên là ngại không dám mua. Đấy, hàng này xài là là hư năm bảy lần anh em cũng chưa lỗ nữa À, anh em gửi sữa năm bảy lần cũng chưa lỗ nữa nhưng mà không phải dễ hư đâu nha mọi người ba trong một này không phải dễ hư đó, ông ta xài lâu lâu xui lắm mới có một cái hư thôi chứ không phải là, là dễ hư em bán thường ngày rất là nhiều lâu dữ lắm mới có một anh em gọi tới em nói là giờ hư rồi cần bảo hành đó thì cũng hàng trăm cái chứ cũng hư một hai ba cái chứ không phải là là, là, là tỷ lệ 50 phần trăm hư đâu nghe không có đâu nghe anh em đó ai ai buôn bán ai xài thì sẽ sẽ nghiệm lại coi có phải em nói đúng không đó anh em nào những cái kênh khác buôn bán thì thấy những cái con như con này đó không phải dễ mà nó có thể hư đâu đó, xài ok ha còn chừng nào nó hư thì có bảo hành rồi còn con kia không được bảo hành thì chúng ta sẽ gửi sửa sửa vài trăm ngàn gì đó chúng ta sẽ trả tiền chúng ta vẫn lời hơn mua à, ví dụ như này mà được bảo hành thì nó được 7 triệu 7 triệu mấy lần 7 triệu tư luôn anh em còn bây giờ không được bảo hành bán ngược lại còn có 4 triệu bảy thấy không đó thì tiết tiết kiệm được 3 triệu 3 triệu mấy gì đó thì chúng ta có thể dùng cái tiền đó để chúng ta sửa chữa thoải mái vẫn còn lời ha Đấy. thì thôi tới đây em kết thúc video mục tiêu video này em test con ba cái rưỡi này chạy ok để em sáng mơ em gửi cho ông chú ông chú tội nghiệp gửi cái này xuống cho em rồi thì em uh, sẽ gửi hàng lại chú chú bù thêm vài triệu nữa ha chắc chắn là phải bù rồi con này với con này mà ha chắc chắn là phải bù nhiều đấy thôi xin chào mọi người hẹn gặp mọi người những video lần sau đam mê mua hàng hãy liên hệ em nhé